lối chơi của nó khá giống với cả cái tựa game Shark trước đây mình từng chơi, nhưng mà thực sự thì mình thấy có vẻ là cái lối di chuyển của nó mở hơn rất là nhiều so với cả Shark. Shark thì gần như chỉ là bắn khi mà chỉ được bắn thôi, khi mà cái màn hình nó liên tục chạy không dừng lại, chúng ta sẽ bắt buộc phải đi theo cái màn hình nữa. Còn đây các bạn thấy là cái máy bay của chúng ta di chuyển rất là mượt mà đúng không ạ? Trông có vẻ khá nhiều cách bắn súng, như khá nhiều skill khác nhau chúng ta có thể dùng trong tựa game này. Chuột này, ship à, ship và tàng hình các bạn ạ, là nó xuyên đạn này. Gì à? Di chuyển nhanh vậy. Control. Nhìn thế này thì cái game này nó còn có cái chế độ xây dựng nữa các bạn. Kìa, nó xây mấy hàng rào à. Cái game này thú vị, có vẻ thú vị hơn nhiều ấy. À quên mất nhỉ, nếu mà nhìn như thế này đây là một cái tựa game defense mà. Để mình nhìn cái gì nhỉ, cái lối bắn súng lúc đầu của nó mình lại tưởng nó giống cái game Shark, thực ra đây là game defense các bạn ạ. Chúng ta sẽ xây dựng cái phòng thủ, xây dựng hệ thống phòng thủ, sau đó thì các đợt quái sẽ tấn công đến thôi. À, như vậy nó chỉ thế này thôi, mình cứ tưởng nó là một cái gì đó mới mẻ cơ. Thật ra mình phải đoán ra ngay từ đầu khi mà cái tên game của nó đã có cái chữ defense rồi. Rồi, nãy giờ mình đã nhầm nhá các bạn. Các bạn có thể hiểu đơn giản đây này. Chúng ta có thể định 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 hình cái đường đi của quái, của cái đám boss này các bạn. Bằng cách đó xây chặn các thứ này. Còn đây chắc là tấn công à? À đâu, xây chặn này. Để cho quái đi theo đúng một đường thôi, chúng ta sẽ bắn dễ dàng hơn. Chúng ta sẽ dễ qua màn hơn. Khá là hay đúng không nào? Trời ơi, nãy giờ mình cứ tưởng là game bắn nhau cơ. Thôi rồi, hiểu lầm thì đã qua. Bây giờ chúng ta quay lại phần control nào. Backup ASD EQ 234 Left Shift Control Spike. Rất là dễ hiểu đúng không nào? Chuột thế này, Arm Shoot này. Thế này không biết là hay là không biết cái cơ chế phòng thủ này nó có cái mấy cái trụ mình xây nó có bắn không nhỉ? Hay là chỉ có cái máy bay của mình bắn thôi? Setting Language để tiếng Anh. Graphic có cao hơn nữa không? Hai là hết cỡ ấy các bạn. Graphic hai hết luôn à? Audio thì ấy đây à, tất tin xong là ấn con phim nhé các bạn. Rồi, bắt nhau. Có DLC này, có phần DLC nữa sắp tới thì có lẽ mình sẽ cập nhật sau cho các bạn nhé. Có 3 phần chơi đây, 4 phần chơi đây. Euro Action Survival sinh tồn nữa. Hay vậy. Thế mình sẽ nhảy vào thử cái phần Story Campaign nhé. Còn các bạn thích thì có thể chơi thêm những phần này nhé. New Campaign. Thôi easy thôi. Rồi thì game này mình chưa biết chơi. Trông khá hay ho đúng không? Những tựa game phòng thủ ấy trước đây nó từng tạo ra một cơn sốt hồi những năm mình nhớ là khoảng tầm 2010 rồi vậy. Game thời đại phòng thủ ấy nó hot trên cả PC lẫn lẫn cái thể loại máy điện tử tay cầm, và đặc biệt là trên Mobi là những thể loại game này cực kỳ hot luôn. À, đôi này. Tua nhanh nè các bạn, giữ ship là nó tua nhanh. À được rồi, mình sẽ thử chơi. Di chuyển khá là mượt các bạn ạ. À, giữ chuột trái là bắn các bạn ạ. Giữ càng lâu thì nó bắn càng mạnh. Chúng ta lại vào vai quái vật đi tấn công trái đất các bạn ạ. Đúng rồi. Hạ ba cái máy bay này. Đi nào. Sổi. Bắn thế này nó lên với tuổi.
Sổi, quạt phát chết luôn. May thôi. Bắn khá đã các bạn ạ. Rồi đến 3 cái máy bay nữa. Bắt xong, nhanh vậy. Nơi này nhanh nhất các bạn ạ. Rapid response forces have been destroyed. We are sending ground recon units before the main attack. Bắt xong. Ây à, mất máu rồi. Air support attacking aliens. Có thể được vào vai Island đi sập chiếm trái đất hay vậy? Nãy mình nhớ là có mấy cái skill cơ mà nhỉ? Sao sử dụng ấy? Seed Pack EQ. Ấn không được các bạn ạ. Chắc là nó phải mở skill cho mới được vậy. Chứ bây giờ chưa dùng được. Ê, ăn hết đàn. Nó bắn là chính mình rồi. Có cái bản đồ nhỏ nhỏ bên góc bên phải. Nãy giờ mình quên không quan sát. Giờ đến đoạn xây dựng này. À cái này bắn được nữa các bạn. Như vậy là mình sẽ xây được. Vậy thì làm sao để xây? Ấn Spec to begin new way. Ây! Chết rồi! Ấn Spec mở luôn đường rồi. Ôi ngu rồi. Trận này chắc thua quá. Họ bắn thẳng vào chỗ này. Hy vọng cái máy kia là bắn phụ thôi, chứ không biết làm nào nữa. Rồi, mày quá. Bây giờ mình phải xây lại đã. Ấn Spec là nó qua màn luôn nhá các bạn, nó vào màn luôn đấy. We are anticipating a stronger enemy attack wave. We have to build more defense tower. Initiate build mode. Nào, xây nè. Confirm the build instruction. À, ấn số 3 1, 2 ấn sao để xây đây? 1, 2, 3, QE Nip Control, Spec. À đây. Mình muốn xây thêm thì làm nào? Mình chọn cái để xây thì làm nào ta? QE. Tiếng Anh không hiểu á. Chọn để xây 32 cái tăng đến từ đường này, 15 cái tăng đến từ đường này, 32 cái tăng từ đường này. Thế thì mình cứ xây những chỗ này cho nó bắn là ngon nhất nhỉ. Control Q E. Ấn Shift là nó hiện ra cái bảng xây, nhưng mà mình không biết chọn nào. Chọn cái máy bay các bạn. À đâu, cái máy bay kia nó là cái gì nhỉ? Máy bay sẽ đến à? Vậy là ba cái máy bay phản lực và 6 cái trực thăng à? Vậy thì mình chọn cái khác để xây được không nhỉ? Mình nhớ nãy nó xây được cái hàng rào mà. À được ấy. Xây thêm mất gì không nhỉ? Này các bạn nó hỗ trợ nhau à? Cái này thì vô địch kìa. Xây bao nhiêu cũng được các bạn ạ. Hay là giới hạn thôi.
Có phải xây bao nhiêu cũng được các bạn ạ. Chắc là phải có giới hạn nào đó nhưng mà mình chưa biết cái giới hạn đó là gì. Đâu nhỉ? Tham ăn ui giời, nó bắn thế này thì xe nào vào được. Send more please. Bắt hết luôn. Nó chỉ bắn vào mình thôi các bạn ạ. Nó chẳng bao giờ nó bắn vào cái phòng thủ của mình cả. Mình chẳng biết cái thanh máu của mình đến đâu nữa. Có vẻ khá là dễ. Màn 3 trên 5. Cái gì ở đây? À, bây giờ thì nó mới có cái chức năng đó là chia đường rồi các bạn ơi. Làm sao để hóa phá mấy cái này đi. À, hủy được này, bán được này. Cần chôn các bạn ạ. Mình có thể chia đường cho bọn quái này đến. Trò này chơi khá thích ý nhỉ. Đặt đây cái. À, nếu mà có cái đường nó đi giữa hai cái này thì nó sẽ tự động cắt cái đường đi các bạn ạ. Khá là hay ho. Các ông nhỉ? Không à? Được phát quay ra sao? Ây! Ấn nhầm! Phát thật. The aliens have begun to expand their base and are raising new structures. Tăng chị nhỉ. Đủ trầu lắm các bạn ơi. Cái gì đây? What the heck? Mấy cái tăng khỏe không các bạn ạ? Ui, máy bay nhiều hơn hẳn này. Tăng cái châu kinh khủng luôn đấy. Chẳng mình chẳng cần bắn cái tuyến phòng thủ của mình nữa, thừa sức bắn tanh bạch mấy cái tăng rồi. Rồi nó bay mất rồi. Rồi xong màn mới. Rồi có lẽ mình sẽ dừng lại đây thôi. Cái lối chơi có lẽ nó cũng khá là đơn giản đúng không nào. Sau này thì mình tin là với cái thể loại defense này chắc chắn rồi. Càng về sau thì quái vật mấy cái tăng nó càng trâu. Nó càng cử tới những cái máy bay các thứ nó kinh khủng hơn nữa. Chúng ta chỉ việc xây dựng chiến thuật cũng như là xây dựng những hàng rào sao cho cái đường đi nó dài nhất. Rồi là chúng ta bố trí những cái máy bắn cũng như là bản. Chúng ta tự điều khiển cái máy bay chúng ta bắn là có vẻ là sẽ thắng được. Rồi, mấy cả đó cũng chỉ là mức độ easy thôi. Chứ mình tin là chỉ đến mức độ hard thì nó mấy cái con xe nó còn trâu hơn nhiều. Rồi, mình đã hoàn thành cái video tôi dẫn các bạn download cài đặt cái tựa game Xbox Defense, tựa game đốt thời gian khá là thú vị ấy, đúng không nào. Bây giờ thì mình sẽ dừng lại thôi. Chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như là like fanpage Facebook để có thể cập nhật những cái game mới nhất mà mình chia sẻ nhé. Tạm biệt các bạn.